Xin chào anh em, hôm nay mình có nhận được một cái giấy. Giấy này là giấy hẹn bưu điện, hôm nay mình làm không ở nhà. Giấy này là cái tư cách lưu trú của vợ mình. Mình có nộp cách đây là ngày 28 tháng 5, hôm nay là ngày 28 tháng 6, đúng tròn một tháng. Thì hôm nay có cái giấy gửi về cho mình, nhưng mà mình làm không ở nhà không nhận được. Thì nhân tiện mình sẽ vào và hẹn vào ngày mai để lấy. Thì nhân tiện mình sẽ quay luôn cái video cho các bạn. À, xem cái cách hẹn lại đồ, lấy đồ ở bưu điện ở bên Nhật như thế nào để các bạn cùng thực hiện luôn nhé. Lỡ khi có mua đồ gì hay hẹn giấy tờ gì thì các bạn có thể hẹn và lấy. Ok, xin mời các bạn theo dõi cái video này. Đây các bạn vào cái trang tracking.port.japanport.jp. Đây này. Đây gì này? Thì ở đây nó có hiện cái giao diện tiếng Nhật của nó như thế này, mình để diện giao diện gốc cho các bạn dễ hình dung. Đây là có phần hẹn lại cái là giấy tờ của mình. Đây có phần cái mục này là hẹn cái đánh cái số mà nó ghi ở trên cái phiếu dán trong cái tờ giấy hẹn cho mình ấy. Đánh ở đấy, cái phiếu này nó có 12 chữ số, 4 đúng 12, 11 chữ số, 11 chữ số thì các bạn đánh vào đây. Nó có ghi đây là từ 6 đến 11 đến 13 chữ số này. Thì mình đánh cái số này vào và đánh bằng cái chữ thường đấy, nửa góc này. Thì chữ thường thì tên bàn phím tiếng Nhật thì nó có, khi mình dùng chữ Nhật thì nó sẽ là ra số to, mình ấn số nhỏ. 3 trừ 30 trừ 0 0 5 1 6 trừ 5, xong tiếp tục. Sau các bạn ấn tiếp tục chữ V, rồi ở đây thì nó có cái phần là hẹn giao về nhà mình hay là giao về các cái địa điểm khác, ví dụ như là công ty hay là các chỗ địa điểm khác mình có thể chọn. Đây thì mình sẽ hiện hẹn là giao về cái địa chỉ nhà của mình. Thì mình sẽ tích vào cái ô di tạc cử này. Tiếp theo mình tiếp tục rồi. Trang trang này thì có các cái phần để cho mình hẹn cái giờ mình muốn nhận đấy các bạn. Thì đầu tiên là có cái khung giờ và ngày. Thì hôm nay là ngày 28 thì mình đi làm tăng ca về đã 7 giờ thì không thể là hẹn tối ngày hôm nay được. Thì mình sẽ hẹn vào ngày mai là ngày 29, thì ngày mai được nghỉ nên là mình sẽ chọn luôn vào buổi sáng. Vì đây là cái tờ này thì mình cũng rất là muốn nhận sớm. Đây là cái tư cách lưu trú của vợ mình bảo lãnh sang nên là cũng rất là muốn xem nó như thế nào. Mình sẽ hẹn luôn trong buổi sáng, có khung giờ 12 giờ, 14 giờ, 16 giờ, 18 giờ và 21 giờ là muộn nhất. Thì mình sẽ chọn vào sáng ngày mai. Tiếp theo ở dưới phần này là mã bưu điện. Mã bưu điện thì mình sẽ nhập cái bưu điện của mình vào. Và tiếp theo là số điện thoại. Nhớ là các bạn hãy dùng bàn phím Romaji. Nếu mà các bạn dùng bàn phím tiếng Nhật thì nó sẽ ra số to và nó sẽ là không đúng với cái nửa góc này thì không được. Rồi tiếp theo các bạn điền cái tên của các bạn vào bằng katakana. Nhớ được, đây là bàn phím tiếng Nhật toàn góc đây, còn cái này trên này là nửa góc thì là bàn phím Romaji. Dưới này là các bạn điền email vào và cuối cùng là xác nhận một lần email nữa. Sau đấy các bạn ấn tiếp tục. Đây thì nó sẽ hiện ra cho các bạn là các thông tin và cái số phiếu cũng như là cái giờ giấc và cái địa điểm giao hàng, số điện thoại cũng thông tin mình vừa nhập vào email. Thế xong rồi các bạn ấn tiếp tục lần nữa phát tuyết. Ok, như thế là đã xong cái việc là hẹn lấy đồ bưu điện tại Nhật và Jubin Kyoku ấy. Thì rất là nhanh, chỉ mất tầm 2-3 phút. Thì các bạn này chỉ có bỏ ra một tí thì sẽ là làm được ngay thôi. Ok, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.